sao mà tên không có để ăn. Ôi ơi, hãy về cùng anh. Liêng liêng. Anh biết đánh liêng không? Hiếu ơi. Đâu đấy? Mà biết cưới chú là tiền chém như vậy. Cưới chú không chơi, mày đi tha thiệt. Cưới được này ta được qua 2 cưới mà. Cưới chú ông gì nhỉ? Năm đậu với cả Hùng, với cả chú ấy tí đánh nhau. Chú nào? Chú gì ấy nhỉ? Chú Tiến đi. Lúc người ta đang đi massage với kéo này. Tiến có mạch ánh rồi đấy. Thế á? Thế ai tí đánh nhau? Tiến trước là có Hùng đi rồi mở Hùng cá ở phố đó. Tiến San. Dạ Tiến. Ông gì nhỉ? Người này là Tây. Bố của cái ông Nam Dậu đấy thấy mấy cái con của chồng bạn chú xinh gái ở đấy kìa. Tiến tí nữa thì đấm cho này.